Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ cùng với các em đi giải bài 42 trang 80 sách giáo khoa toán 8 tập 2. Ở bài 42, hãy so sánh các trường hợp đồng dạng của tam giác với các trường hợp bằng nhau của tam giác, nêu lên những điểm giống nhau và khác nhau. Thì ở đây là cô đã lập bảng. Đầu tiên đó là các trường hợp của tam giác này, điểm giống nhau và khác nhau giữa trường hợp của tam giác bằng nhau và hai tam giác đồng dạng. Thì đầu tiên ở đây là chúng ta đều nhận thấy được đó là cả ba phương pháp chứng minh tam giác bằng nhau và hai tam giác đồng dạng với nhau thì đều có ba trường hợp, đúng không em? Tức là ở đây chúng ta sẽ có trường hợp 1, trường hợp 2 và trường hợp 3. Thì trường hợp 1 của chúng ta đều có điểm giống nhau, đó là sử dụng về yếu tố đó là ba cạnh, đúng không em? Đấy là ở trường hợp 1 là chúng ta sử dụng yếu tố ba cạnh. Ở khác nhau ở đây đó là với dấu hiệu chứng minh hai tam giác bằng nhau thì lúc này là ba cặp cạnh tương ứng là phải bằng nhau, đúng không các em? Ở đây là ba cạnh tương ứng. Bằng nhau. Còn đối với lại tam giác đồng dạng thì đó là ba cạnh tương ứng tỷ lệ. Rồi, đối với trường hợp thứ hai đó là chúng ta sử dụng yếu tố đó là hai cạnh và một góc, đúng không em? Ở đây là sử dụng yếu tố hai cạnh và một góc. Đối với hai tam giác bằng nhau thì đó là hai cạnh tương ứng và một góc kề của hai cạnh là bằng nhau. Ở đây chúng ta đó là hai cạnh tương ứng. Và một góc kề với hai cạnh là bằng nhau. Còn ở tam giác đồng dạng thì là hai cạnh tương ứng tỷ lệ, đúng không em? Ở đây là hai cạnh tương ứng tỷ lệ. Và góc kề với hai cạnh tương ứng. Hai cạnh tương ứng ở đây là tỷ lệ nhé. Tiếp theo đó là ở yếu tố thứ ba. Đó là lúc này chúng ta sử dụng ở đây giống nhau đều là hai góc bằng nhau, đúng không em? Ở hai góc bằng nhau thì đối với hai tam giác bằng nhau thì đó là một cạnh và hai góc kề tương ứng bằng nhau. Ở đây là chúng ta có đó là một cạnh và hai góc kề. Ở đây là tương ứng bằng nhau. Còn đối với trường hợp của hai tam giác đồng dạng với nhau thì đó là hai góc tương ứng bằng nhau và không cần có điều kiện của cạnh, đúng không em? Ở đây chỉ cần là hai góc tương ứng bằng nhau. Và ở đây là không cần điều kiện của cạnh. Rồi. Vậy là cô đã cùng với các em so sánh xong được điểm giống và khác nhau giữa việc xét các tam giác, ở đây đó là hai tam giác bằng nhau và hai tam giác đồng dạng. Đến đây thì cô đã hướng dẫn các em giải xong bài 42 trang 80 sách giáo khoa toán 8 tập 2.